Đây là con Samsung Inverter loại tầm khoảng chừng 9 kg hay cái gì, nó lâu ngày quá rồi không bảo trì, có hiện tượng như khách có chia sẻ lại là nó có hiện tượng là ba cái chất dơ mà cặn bẩn này kia nó bám lên trên những cái loại mà áo, mà đặc biệt là áo màu trắng của anh khách ở nhà bị á. Đó, bây giờ tháo cái lồng ra mới phát hiện ra nó dơ quá cỡ thờ mộc rồi ha, phải tháo từng chi tiết ra lồng, kể cả thùng rồi những cái mà lưới lọc này kia nọ, phải bung ra hết từng chi tiết luôn. Thì sẵn đây quay video cho quý vị xem mà cái lượng bụi ở đó, phải không? Mình đang ngồi nói chuyện với chị chủ nhà, chị có nói với thang phường ví dụ mà chi tiết ra thêm nữa để mà làm cho việc đặt một lần luôn. Cái công việc làm này mất khoảng vài tiếng đồng hồ, nhưng mà ở là một cái là vài năm có thể chúng ta mới bảo trì một lần như vậy. Nó sẽ được tắt kỹ lưỡng và sử dụng cái loại máy. Đây là giữa sơ luôn, sơ bên ngoài chút xíu sẽ tháo từng chi tiết bên trong như quý vị. Tháo bên trong tháo ra hết. Thì cái lượng bây giờ mình đem cái máy khoan à, máy pin dính lại trong sản phẩm để mở những cái chi tiết bên ngoài. Tan rửa sơ bên ngoài chút xíu là tháo bên trong ra là tiếp. Đoạn đầu mình sẽ tới ha, chút xíu nữa mình cùng với em mở cái nắp muối đó, mở ra hết. Đây là cái ký hiệu, dấu hiệu mà chúng tôi xác định á, mình đã chia sẻ rồi đấy em, mình biết là cái ký hiệu này nó nằm ngay vị trí mà giáp mí giữa hai cái lồng người ta cán lại trong lúc ta sản xuất á, thì đó là cái dấu hiệu để khỏi tránh tình trạng mà nó bị lầm hay là nó không có đúng hướng á, thì làm như vậy sẽ đỡ mất thời gian và thứ hai nó chính xác khi mà chúng ta ráp cho lại thời gian hơn. Đây sát nhà đấy, quá trình chúng tôi tháo từng chi tiết như thế này ha, cái lồng cũng lúc đầu cũng được rửa sạch sẽ rồi, bây giờ tháo nó. Khi mà chúng ta lưu ý cái con Samsung này sử dụng là tiếp tiếp lớn, cái đầu tiếp lớn nha quý vị, tiếp 38 này kia, để mình mở ra quýnh thiệt là mình mở ra. Và đây là quá trình đã xong rồi, mình test lại nè, test lại thử lại coi coi nó giặt xả bắt có bất kỳ cái hiện tượng nào lạ hay không sau khi mình tháo ra mình làm vậy á, để bắt đầu mình ráp lại thử chương trình giặt và sau đó xả và giặt mọi thứ phải được ok thật là tốt, bắt đầu mới giao lại cho các anh khách để ảnh có thể sử dụng.